Ốc vú nàng. Ốc vú nàng là nó tốt vô cùng, mềm thịt dễ ăn, nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ơi. Nhưng mà không phải tốt cho sức khỏe là ai cũng ăn được hết đâu đây bà con. Có những người không nên ăn ốc vú nàng, bởi vì ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là những người có huyết áp cao, mỡ máu, say rượu, uống rượu, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, người sức ngôi là không nên ăn ốc vú nàng. Ăn vào bệnh khó lành, khó bớt, khó khỏi, cho nên vui lòng đừng ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Còn ngoài ra là ốc vú nàng nó tốt vô cùng, nó có lợi cho sức khỏe là nó đầy đủ canxi, vitamin, mỡ, hóa gan, nguyên tố vi lượng, hàm lượng DHA, axit béo, protein, vitamin A, E, B12, D, khỏe mắt, đẹp da, hệ thống miễn dịch tốt, hệ thần kinh xương khớp tốt. Nha bà bầu, bà bầu tốt, ăn đang cho con bú tốt. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Bà con ơi, tốt thì chúng ta ăn chỉ có một ngày, không quá 5 gram thịt ốc thôi. Ăn 5 ngày liên tiếp thì nghỉ 2 ngày rồi mới ăn. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Tốt ta chỉ ăn 100 gram thịt ốc, ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Đó là ốc vú nàng bà con à. Kênh chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký kênh chúng tôi ủng hộ. Và đồng thời 4 video đời sống và sức khỏe, bệnh gì, ăn gì, bệnh gì, uống gì, sớm đến như bà con, chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi, đăng lại để mọi người biết, cùng nhau khỏe mạnh. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.